Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 321, Tú Nữ Vân Khanh 1. Trong lòng cảnh hữu thần đều là mưu tính cho tiền đồ của mình, nay hắn đang làm hộ bộ lang trung, trước kia người khác nhìn thấy hắn thì phải hành lễ, hiện tại đổi lại là hắn hành lễ với người khác vốn đã gần chạm được vào chức hộ bộ thị lang nóng bỏng tay, giờ lại rớt đài bị giáng chức làm hộ bộ lang chung, loại tranh lệch này nhất thời khiến hắn không thể chấp nhận được. Lần này vốn định nhờ vào chú ý ban thưởng mỹ thiếp, lập công trước mặt hoàng hậu và tứ hoàng tử, không nói tới việc lập tức lên chức, nhưng có được chốt thực quyền cũng không tệ, tuy nhiên kết quả lại không như hắn mong muốn, nghe nói lúc hoàng hậu trở về chữ tú cung đã mang hắn té tát sắc mặt của tứ hoàng tử cũng không tốt. Tuyển chọn cái gì tuyển chọn, hiện tại ta đã bị giáng cấp, nay là một chức quan nhàn tản, còn phải trơ mắt nhìn tên vi trầm uyên kia trở về tranh giành tước vị với ta, ta lấy cái gì cùng tranh với hắn. Cảnh hữu thần liên tiếp quán giận, cũng làm cho tâm tư vi ngưng tử càng thêm lung lay, nàng ta đi đến bên cạnh cảnh hữu thần, bàn tay mềm mại khoác lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp bà vai, cười nói, phu quân, thì thật đây cũng là một cơ hội tốt nói không chừng chàng là tái ông thất mã là họa hay phúc không ai nói trước được giải thích tái ông thất mã sai quen sima là ông già ở biên giới mất ngựa sách của hoài nam tử có chép một ông lão ở gần cửa ải nhạn môn nơi giáp giới nước tàu với phiên quốc hồ có con ngựa một hôm con ngựa đi mất người quen thuộc đều đến thăm hỏi chia buồn ông lão nói mất ngựa thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu. Cách mấy tháng, con ngựa trở về lại quyến thêm một con ngựa hay tốt. Những người quen thuộc kéo đến xem ngựa và chúc mừng. Ông lão nói, được ngựa thế mà họa cho tôi đấy, biết đâu. Từ khi được ngựa hay tốt, còn ông lão thích cưỡi. Chẳng may té quẻ chân, người quen thuộc đều đến hỏi thăm, chia buồn. Ông lão nói, còn quẻ thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu. Cách một năm có giặc hồ nhà vua bắt lính đi đánh giặc, quân lính 10 người chết đến 9, chỉ còn ông lão vì què, không phải đi lính mà cho con vẫn họp nhau. Tái ông thất mã, trở nên một thành ngữ để chỉ sự hỏa, phúc xoay vần, khó biết trước được. Trong cái phúc thường khi có cái hỏa, trong cái hỏa lại có cái phúc. Cổ ngữ cũng có câu, họa tùng phúc sở y, phúc tùng họa sở phục. Nghe vi ngưng tử nhắc liên tục hai lần tốt lắm. Cảnh hữu thần tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng lại nhíu mày, thuận miệng hỏi, cái gì là phúc? Thấy cảnh hữu thần có ý muốn nghe mình nói, lực tay của vi ngưng tử càng thêm mềm nhẹ, đôi mắt long lanh ánh nước và khuôn mặt dịu dàng hoàn toàn không phù hợp với âm mưu quỷ kế lóe lên trong mắt nàng ta. Vừa xoa bả vai, nàng ta vừa nói, phu quân, chàng ngẫm lại xem, kỳ thật việc này vốn là không liên quan tới chàng chẳng qua trùng hợp bị trương các lão vin vào đó để đưa ra đề nghị của lão hoàng hậu nương nương bất quá cũng là tức giận nhất thời mà thôi tứ hoàng tử cũng không phải là người không hiểu lý lẽ ngài ấy đương nhiên biết việc này không liên quan tới phu quân thế nhưng nay tuyển tú đã là chuyện chắc như đinh đóng cột như vậy phu quân cũng nên vì tứ hoàng tử và bản thân mà chủ tính một phen ý của nàng là cảnh hữu thần nghe thấy lời nàng ta nói vốn vẻ mặt còn đang hầm hầm giận dữ dần dần thay thế bằng dáng vẻ suy tư tựa hồ có chút hiểu được ý vi ngưng tử muốn nói gì rồi nếu bệ hạ muốn tuyển tú đến lúc đó trong hậu cung người mới tăng lên hoàng hậu nương nương không thể một mình quản hết nhiều việc như vậy cũng cần bồi dưỡng tâm phúc trong phủ chúng ta cũng nên đưa người vào đến lúc đó tiến cử ra một người lanh lợi không phải cũng có thể giúp được hoàng hậu nương nương và tứ hoàng tử sao vì ngưng tử giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nghe vào trong tai cảnh hữu thần, liền khiến mắt hắn lóe lên tia sáng, trong đầu nhanh chóng bày mưu tính kế. Đại ung triều tuyển tú, dựa theo quy củ sau khi tân đế đăng cơ, ba năm tuyển chọn một lần, tiểu chuẩn được chọn làm tú nữ, phải là quan tứ phẩm trong triều đã lập công được thăng tước vị bá tước trở lên, năm nay, năm tuyển tú, đã cập kê, không có hôn ước trong người tất cả đều được xếp vào hàng ngũ tu nữ sự bị. Nhưng tiến cung cũng không phải bắt buộc, nếu như đã cập kê, lại không muốn tham gia tuyển tú, có thể đăng ký với lễ bổ. sau khi đăng ký ở lễ bổ, trước 3 tháng tuyển tú định chuyện hôn sự với một người trong sạch, lễ bộ sẽ gạch tên, không để người đó vào danh sách tuyển tú nữa. Mà mỗi nhà, nhiều nhất cũng chỉ có thể có một nữ nhi báo danh, nếu như trong cung đã có nữ nhi của mình lúc bình thường thì không cho phép tuyển chọn nữ nhi nhà đó nữa. Cảnh hữu thần nghiền ngẫm lời nói của vi ngưng tử, vĩnh nghị hầu phủ cũng không phân ra ở riêng, hắn xem như là một thành viên trong phủ, mà muội muội của mình cảnh tâm như, năm nay vừa tròn 18, ngày thường xinh đẹp như hoa, tính cách lanh lợi, từ nhỏ được dạy dỗ bên cạnh Lý Lão Thái Quân, đã sớm ghi vào gia phả dưới danh nghĩa của Lý Lão Thái Quân, tuy là đích thư nữ, không thể hoàn toàn xem là đích nữ nhưng đã được vào gia phả, triều đình cũng sẽ thừa nhận. Hắn là tâm phúc của tứ hoàng tử, nếu muội muội của hắn tham gia tuyển tú tiến cung, vừa trở thành tâm phúc của hoàng hậu, vừa có thể đạt được sùng ái của bệ hạ, được hoàng hậu và bệ hạ vừa ý, tước vị vĩnh nghị hầu phủ mà hắn khao khát, không dám nói chắc chắn 10 phần, nhưng cũng có 7-8 phần cơ hội rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng cảnh hữu thần đưa ra quyết định, việc này còn phải xin ý kiến của Lý Lão Thái Quân, dù sao cũng phải được bà gật đầu mới được. Nhưng vấn đề không lớn, nói thế nào thì mỗi quý phủ đều phải chọn ra một người tham gia tuyển tú. Nghĩ như vậy, cảnh hữu thần thực cảm thấy mình là tái ông mất ngựa, trong họa được phúc, trên mặt nở nụ cười nói, mọi người nói cưới vợ lấy vợ hiền, xem ra ta đã cưới được một thê tử không những hiền lành, mà còn thông tuệ. Hắn nắm lấy bàn tay của vi ngưng từ vốt ve, vì Ngưng Tử cười duyên đáp lại vài tiếng, trong đầu thì vẫn đang suy nghĩ một sự kiện khác. Nếu để cho Thẩm Vân Khanh tiến cung trở thành phi tử của lão hoàng đế, mỗi ngày sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thì sẽ đặc sắc như thế nào đây nhỉ? Đáng tiếc a, à, đáng tiếc Thẩm Vân Khanh này vẫn chưa cập kê. Cho dù trong nhà là bá tước, thì vẫn không thể vào được danh sách tu nữ. Năng lực của nàng ta có hạn, cảnh hữu thần hiện tại lại chỉ là quan ngũ phẩm bàn tay không được giải a à. ngay sau đó toàn bộ thành thiên Việt đều nhận được tin tức này sáng sớm vào chiều Trương các lão dâng tấu thỉnh cầu bệ hạ vì quốc gia xã tắc mà lo nghĩ tuyển Tú cả nước Minh đế ưng chuẩn lời tấu của Trương các lão nhất thời trọng tâm các cuộc thảo luận của mọi người đều chuyển sang việc tuyển tú nữ này lúc đó Tạ Thị đang ngồi trong nhà bởi vì lúc bà ở trong ngự hoa viên đã sớm nghe được lời nói của Trương các lão so với những người khác, khiếp sợ ít đi rất nhiều. nhưng nhớ tới ngày đó, lòng bà vẫn còn sợ hãi. lúc ấy y tứ của hoàng hậu chính là tính ban thưởng thiếp thất cho thẩm mầu. nếu hoàng hậu thật sự mở miệng, bà sẽ không biết cự tuyệt như thế nào mới tốt. muốn bà dẫn về hai thị thiếp dâng cho thẩm mầu, bà thật lòng không muốn nhận. may mà gặp được minh đế, thế tử và trương các lão chuyển đề tài sang việc tuyển tú lại không dấu vết thay bà tránh được việc bị hoàng hậu làm khó. Nghĩ đến biểu tình của hoàng hậu lúc ấy, tạ thị có chút buồn cười, rõ ràng là kinh ngạc đến kinh hoàng A. Lý ma ma ngồi ở bên cạnh giúp phỉ thúy xe chỉ, nhìn thấy tạ thị ngồi đó cười một mình, bà cúi đầu cắn sợi chỉ, rồi mở miệng nói, phu nhân, người đang nghĩ tới chuyện vui gì thế, cũng kể cho già nô nghe một chút. Lý ma ma là bà vú của tạ thị, từ nhỏ nhìn tạ thị lớn lên, phần nhân tình này so với tình cảm mẫu thân dành cho con gái, cũng không khác nhau là mấy. Bà nói như vậy, tạ thị cũng không trách mắng, chỉ là vừa rồi bà buồn cười chuyện của hoàng hậu, cũng không thể nói ra, đó là đại nghịch bất đảo, vì thế uống một ngụm trà, rồi quay sang nhìn Lý Ma Ma nói, ta là cười, Vân Khanh sinh ra thật chuẩn, muộn mấy tháng, nếu không phải đi tham gia tuyển tú rồi. Về chuyện tuyển tú, Lý Ma cũng biết, bà không giống với những hạ nhân khác. Năm đó là người ở trong phủ đế sư, thầy của vua, biết nơi cung vàng ngói đỏ kia không phải là chỗ tốt lành gì. Ngay lần trước đi theo tạ thị tiến cung, thấy được hoàng hậu cũng không phải là người lòng dạ rộng rãi, có thể chứa được hậu cung ba nghìn giai lệ. Với bộ dáng xuất chúng như tiểu thư, lại là một nữ tử thông tuệ, vào cung, cũng không sợ bệ hạ không thích, chỉ là nhiều người mơ ước bệ hạ như vậy tiểu thư có thể không khó chịu sao? Lý ma nhìn tạ thị trước kia vì những di nương của thẩm mẫu, mà thầm đau lòng rơi lệ, trong lòng bà đã thấm thía chỉ là ba bốn di nương, phu nhân đã khổ sở thương tâm thành như vậy, hoàng đế nhiều nữ nhân thế kia, nhớ còn không nhớ hết, tiểu thư còn không đau lòng khổ sở gấp trăm lần hay sao? Tình cảm bà dành cho Vân Khanh, so với tạ thị, tuy rằng không thể giống mẫu thân như chân với tay, nhưng bà đã xem vân khanh như cháu gái mình bèn tỏ ý tán thành gật đầu nói đúng vậy a à, nếu tiến cung phu nhân sẽ khó nhìn thấy tiểu thư rồi cho nên già nô trước kia đã nói qua tiểu thư là người có phúc về sau khẳng định sẽ gả cho một cô gia rất tốt tạ thị nghe xong lời lý ma ma nói hơi than nhẹ một tiếng đúng vậy a à, nhớ ngày nào con bé vẫn còn phấn nộn đáng yêu mới vừa chớp mắt một cái nó đã lớn như vậy rồi nhưng lại thông minh hơn lúc còn nhỏ khiến cho người làm mẫu thân như bà cảm thấy không bằng con bé nữa rồi. Nương, người đang nghĩ tới ai vậy, sao con lại nghe thấy câu chớp mắt đã lớn như vậy rồi? Từ ngoài cửa truyền vào giọng nói của thiêu nữ lảnh lót trong trẻo, rèm cửa màu lam nhạt được nha hoàn vén lên, Vân Khanh đi đến, Lưu Thúy và Thanh Liên đi theo phía sau. Còn có thể nói ai, Nương ngoài nữ nhi là con từ một đứa bé bụ bẫm đang yêu thoáng một cái đã trưởng thành thì còn nói ai nữa. Hai đứa còn lại vẫn bi bô bập bẹ kia. Tạ thị nheo mắt cười, nhìn nữ nhi, phát hiện ra hôm nay tâm tình con gái tự hồ cũng không tệ lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, từ sau khi đến kinh thành, chưa bao giờ bà thấy con bé vui vẻ như lúc này. Đợi sau khi Vân Khanh ngồi xuống, bà liền hỏi, như thế nào, con hôm nay đến tìm nương vào lúc này, có phải có chuyện tốt gì hay không? Vân Khanh biết mình ở trước mặt tạ thị luôn thể hiện ra vui giận không như lúc khoác lên chiếc mặt nả khi đối diện với người khác. Thế nhưng lúc này đôi lông mày cũng giấu không được sự vui vẻ. Nàng tiếp nhận lấy trà mật ong hương bưởi mà phỉ thúy đưa tới, không uống ngay, mà quay đầu nhìn tạ thị, nói, Nương, nữ nhi vừa nhận được tin tức từ tuyết bánh, nói là cả nhà bọn họ đã tới kinh thành rồi. Tạ thị nghe xong đáy mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc hàng mầy ngày nhếch lên nói, cả nhà bọn họ sao lại tới kinh thành. Là như vậy, phụ thân của tuyết oánh được bệ hạ thăng chức làm hộ bộ thượng thư, nay công việc đã bàn giao xong toàn bộ, nên cả phủ bọn họ đều rời tới kinh thành. An Chi Phủ ở Dương Châu nhậm chức Chi Phủ 6 năm, để hình án sát xử ti bất ngờ tới khảo sát thành tích, Phủ Dương Châu hàng năm vào mùa thu hoạch, dân chúng cơm no áo ấm, hơn nữa bệ hạ năm nay nam tuần. Mặc dù ở Lâm Giang Lầu gặp chuyện không may, nhưng có Vân Khanh lao ra cứu giá, cũng coi như không gây ra sai lầm lớn gì. Thêm vào đó thẩm mậu liên hợp với những thương nhân Dương Châu quyên tiền cứu trợ nạn hạn hán phương Bắc, cũng được ghi vào công trạng của An Chi Phủ. Cứ như vậy, ông ấy liền đủ tư cách được điều lên kinh thăng chức rồi. Hiện tại, nhìn thấy ông ấy, không thể gọi An Chi Phủ nữa, mà phải gọi là An Thượng Thư rồi lúc trước cảnh hữu thần chỉ giữ chức hộ bộ thị lang nhưng đã được mọi người tôn kính trừ bỏ biết hắn có tứ hoàng tử chống lưng còn một nguyên nhân khác đó là chức hộ bộ thượng thư vẫn bỏ trống thị lang là chức quan lớn nhất trong hộ bộ tất nhiên uy phong lần này cảnh hữu thần ở trên điện trạng cáo trạng nguyên nhắm thẳng vào tả đô ngự sử đương nhiệm làm cho minh đế nhận ra được khiếm khuyết trong hộ bộ mới hạ chỉ thăng chức cho phụ thân của tuyết oánh là an quân chiếu làm hộ bộ thượng thư hộ bộ là tên gọi của một cơ quan hành chính thời kỳ phong kiến tại một số quốc gia đông á như trung quốc bộ hộ tương đương với bộ tài chính ngày nay quan đứng đầu bộ hộ là thượng thư với hàm tránh tam phẩm dưới là hai thị lang hàm tránh tứ phẩm hạ quản lý việc đất đai dân số tiền lương thực siêu thuế cống nạp bộ hộ chia ra làm bốn ti hộ bộ ti tuần quan hai người chủ sự bốn người quản lý hộ khẩu dụng đất phú dịch cống hiến, quyên miễn, các vấn đề liên quan tới hôn nhân và thừa kế. Độ chi ti, chủ sự hai người, quản lý thuế ruộng. Kim bộ ti, chủ sự ba người, quản lý xuất nhập kho tàng. Thương bộ ti, chủ sự ba người, quản lý tô thuế, xuất nhập quân lương. Mà trừ bỏ điểm ấy ra, còn bởi vì tuyết oánh là đích nữ duy nhất của An Thượng Thư, An Phu Nhân cũng không hy vọng nữ nhi của mình tiến cung cho nên An Thượng Thư thu xếp công vụ nhanh như vậy, cũng là vì tránh đi tuyển tú, mau chóng đến Kinh Thành, tìm một nhà môn đăng hộ đối, định chuyện hôn sự cho tuyết oánh, không đi tranh giành sự sùng ái tiến thân nhô a trong gương trăng trong nước, sao của trốn hậu cung kia, để tránh việc nữ nhi sau khi vào cung, thì mấy tháng tới nửa năm cũng không thấy được mặt. Sao hoa trong gương trăng trong nước, diễn tả một điều gì đó hư ảo, không có thực khó trách con vui vẻ như vậy thì ra là bạn tốt đã tới kinh thành rồi tạ thị mỉm cười đáy mắt có chút hiểu rõ sau khi đến kinh thành nữ nhi cũng không kết giao thêm bằng hữu mới chỉ có một vài quan hệ hời hợt mà thôi nói một chút lời khách sáo xã giao làm sao có thể so sánh được với bạn tốt khuê phòng thoải mái lại tự nhiên tâm sự đương nhiên bà sẽ không biết nguyên nhân vân khanh cao hứng như vậy còn có một cái nữa đó chính là việc hoàng hậu tự bê đá đập chân mình nay thánh thượng tuyển tú đến lúc đó ít nhất cũng có mấy chục thiêu nữ trẻ tuổi được đưa vào làm cho bà ta cũng nếm thử tư vị bị người khác tranh giành tình cảm là thế nào bất quá nàng không nghĩ tới chuyện này tiến hành thật sự là quá thuận lợi theo như lời vi trầm uyên nói với nàng thời điểm huynh ấy nói ra đề nghị này của nàng với trương các lão trong lòng trương các lão cũng có ý tứ này sau đó lại có ngự phượng đàn phối hợp đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều cũng không biết trong lòng minh đế có nghi ngờ gì hay không dù sao chuyện lúc đó quả thực quá mức trùng hợp nhưng minh đế chắc chắn không thể nghĩ tới vân khanh nàng rồi chuyện này quanh co khúc chiết ra mặt đều là người có phân lượng trong chiều như thế nào cũng không thể có quan hệ với một nữ tử chân yếu tay mềm căn cơ chưa vừng lại vừa mới đến kinh thành như nàng được minh đế tuy rằng không biết nhưng vẫn có một người hoài nghi đến Vân Khanh, tứ hoàng tử phái người giám sát hoạt động của An Bá Phủ mấy ngày liền, phát hiện sau khi hoàng hậu truyền khẩu dụ tới thẩm gia, thẩm Vân Khanh từng xuất môn, đi tìm Vi Trầm Uyên, mà Vi Trầm Uyên ngày hôm sau vào chiều, liền cùng trương các lão xin gặp riêng bệ hạ. Gộp chung tất cả những việc này lại, liền làm cho tứ hoàng tử xác định, chủ ý tuyển tú này xác thật là ý tứ của Vân Khanh. Lúc đoán ra được điều này, tứ hoàng tử phát hiện ý nghĩ đầu tiên của mình không phải là đi tra xét thẩm vân khanh làm thế nào biết được khẩu dụ của hoàng hậu mà là nghĩ đến thiếu nữ này hắn thực cảm thấy hứng thú loại diễm lệ tỏa sang này làm cho người lần đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ bị vẻ đẹp thiếu nữ bên ngoài hấp dẫn không giống như những nữ tử khác nàng cho chỉ có vẻ ngoài mà nét đẹp nội tâm của nàng thậm chí so với bề ngoài còn muốn làm cho một nam nhân quyền cao chức trọng cảm thấy hấp dẫn nhiều hơn chương 322, Tú Nữ Vân Khanh, 2. Mà lúc này cảnh hữu thần đang cùng lễ bộ thượng thư sửa sang lại danh sách tú nữ, chuẩn bị trình lên hoàng hậu xem xét. Cảnh lang trung, trong danh sách tuyển tú lần này, muội muội của ngài cũng có tên A. Lễ bộ thượng thư là một người có dáng mập mạp, thoạt nhìn là một nam nhân trung niên rất hòa khí, nhưng từ đôi mắt trên khuôn mặt có vẻ thân thiện kia, có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối không phải là người ôn hòa như vẻ ngoài của hắn mà ẩn hiện một chút cường thế trong đó đúng vậy a à, lần này tuyển tú mỗi ấy vừa vặn cũng được ghi tên nhưng vẫn phải xem mỗi ấy có phúc khí hay không có thể hầu hạ bệ hạ hay không đuôi lông mày của cảnh hữu thần đều toát lên vẻ đắc ý lấy điều kiện của cảnh tâm như tổng hợp tất cả các mặt thì thứ tự trong danh sách cũng coi như không thấp lắm được minh đế coi trọng cũng không khó, hơn nữa có hoàng hậu nâng đỡ ở phía sau, tất nhiên sau này ở hậu cung cũng không cần tranh đấu với những phân vị thấp. Sự đắc ý trong mắt hắn không qua qua ánh mắt tinh tường của lễ bộ thượng thư, ngầm cười lạnh một chút, liền cầm lấy danh sách đã được niêm phong, khách khi nói, ta đi chỉnh danh sách tu nữ cho Thái hậu nương nương và Hoàng hậu xem qua. Đại nhân đi thong thả, cảnh hữu thần tâm tình không tệ, sau khi chắp tay đưa tiễn, bản thân hắn cũng nối gót đi về hướng cửa cung. Con đường trong hoàng cung lát đá, cầm thạch rộng rãi trải dài trước mắt, nhị công chúa mang theo hai cung nhân, từ nội cung chạy tới, trong lòng oán giận mấy ngày nay hoàng hậu vẫn sai người trông chừng giám sát nàng ta, không cho nàng ta ra khỏi cửa điện nửa bước, hôm nay thật vất vả mới tìm được cơ hội này, nàng ta phải đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước, nàng ta đã trông thấy một người mặc chiều phục màu xanh đậm, nam tử với khuôn mặt anh Tuấn ôn hòa đang tiêu sái xài bước tiến về phía mình. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, cả người thoạt nhìn giống như công tử thế gia ôn nhu như ngọc, thân hình mặc chiều phục trở nên cao lớn phóng khoáng. Nhị công chúa chỉ cảm thấy trái tim bùm bùm ở trong lồng ngực như muốn nhảy ra, sự oán hận nơi đáy mắt lập tức đều bị si mê thay thế, cảnh hữu thần ở trong mắt nàng ta quả thực là ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ e rằng không người nào có thể sánh bằng nàng ta nhấc váy lên chạy về phía trước đuổi theo cảnh hữu thần hai cung nữ vừa thấy nàng ta bắt đầu chạy cũng bất chấp quy củ trong cung không thể huyên náo vội vàng đuổi theo dù sao lần trước hai đứa cung nữ không trông chừng nhị công chúa cẩn thận đã bị hoàng hậu dùng trượng đập chết lần này nếu lại không làm tốt nhiệm vụ hai người các nàng e rằng sẽ chịu chung số phận với hai cung nữ trước trong đầu cảnh hữu thần lúc này đang nghĩ làm thế nào để thăng quan tiến chức nhanh chóng. Liền nhìn thấy phía trước một nữ tử mặc cung trang hồng phấn khảm ngọc châu sang lấp lánh đang chạy tới đây. Còn chưa đợi hắn thấy rõ đến tột cùng là ai. Nàng kia đã nhảy đến trước mặt hắn, mắt mở to, trên mang hơi nhuộm hồng vì chạy vội. Nhưng khi nói chuyện lại toát lên sự kiêu căng không phù hợp với dung mạo của nàng ta. Giọng nói hơi the thế so với thiếu nữ bình thường khác, ngươi là cảnh hữu thần. Lúc này, cảnh hữu thần đã nhìn rõ người đứng trước mặt mình là nhị công chúa. Hắn nhanh chóng lui ra sau vài bước, hành lễ nói, vi thần gặp qua nhị công chúa. Ừ, nhị công chúa gật gật đầu, thực vừa lòng với hành động cung kính của hắn. Điều này làm cho nàng ta cảm thấy cảnh hữu thần là một nam từ lịch sự hiểu lễ nghĩa. Nhưng bất kể ai nhìn thấy nàng ta, cũng đều né tránh. Một nữ tử chưa lập gia đình sao có thể đứng gần nam tử khác như vậy huống chi đối phương còn là công chúa cảnh hữu thần đương nhiên phải lui về phía sau rồi ngày đó ngươi đã cứu ta cảm ơn ngươi nhị công chúa vẻ mặt si mê nhìn cảnh hữu thần nhưng mà lời xin lỗi vừa ra khỏi miệng ngự khí lại như một kẻ bề trên từ trên cao nhìn xuống coi việc cảnh hữu thần cứu nàng ta là phúc phần trời ban cho hắn cảnh hữu thần tuy rằng không làm chức quan lớn nhưng đối với ngữ khí của nhị công chúa vẫn không cách nào chịu được. Hắn cảm thấy nữ nhân, hẳn là nên ôn nhu, tựa như vi ngưng tử vậy, nói chuyện làm việc, tất cả đều là vì nam nhân mà lo lắng, cho dù có chủ ý cũng phải nên rè rặt không dám nói ra. Thế nhưng, đối phương lại là công chúa, thân phận địa vị cao hơn hắn, cảnh hữu thần cho dù trong lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Ngày ấy sau khi uống say, việc cứu nhị công chúa rơi xuống nước lên, cũng là sau khi tỉnh lại hắn nghe người ta nói, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình ở trước mặt tứ hoàng tử thể hiện một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn dù sao cũng không còn là một thiếu niên ngây ngô, trong chốn phong hoa tuyết nguyệt cũng được xem là cao thủ, trong nhà trừ bỏ thê tử, còn có hai thông phòng. Sao nhìn không rõ đáy mắt si mê biểu hiện quá mức trực tiếp của nhị công chúa kia chứ? Nhị công chúa không phải bởi vì hắn cứu nàng ta, sau đó liền thích hắn chứ, việc này. Cũng không kỳ quái, nữ nhân không phải hay thích loại anh hùng như thế này sao? Nhưng lý trí nói cho hắn biết, tứ hoàng tử và hoàng hậu vốn trong có ý niệm này trong đầu, muốn gả công chúa cho hắn, nhị công chúa chắc chắn không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Độ mẫn cảm với chính trị, cảnh hữu thần đương nhiên vẫn có. Vì thế, hắn kho người cung kính, vi thần không dám nhận hai chữ, cám tả, của công chúa. Vi thần bất quá chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Vốn tưởng rằng khi nhìn thấy mình, cảnh hữu thần sẽ lộ ra vẻ mặt quý mến. Ai ngờ được hắn lại cư xử như vậy, nhị công chúa không cam lòng cắn cắn môi, sắc mặt có chút không vui, người đã cứu ta. Chúng ta đã có ra thịt chi thân, người nên lấy ta, vì sao ngươi không đi xin mẫu hậu ban hôn, nói muốn lấy ta nếu nói cảnh hữu thần mới vừa rồi trong lòng cảm thấy không thoải mái thì lúc này sắc mặt đã có chốt thay đổi hắn nhìn trái nhìn phải một vòng thấy không có người nào ở gần đây mới nhẹ nhàng thở ra vị công chúa này ngôn hành cử chỉ thật sự là lớn mật hắn đã sớm nghe nói qua sự kiêu căng ương ngạnh của nàng ta nhưng hành vi chủ động như vậy nói mình cùng nam nhân có quan hệ xác thịt muốn người ta tới cầu hôn hắn có chốt ăn không tiêu a à? nét cười trên mặt cảnh hữu thần hơi sững lại, không dấu vết lại lui về sau vài bước, giọng nói mơ hồ mang theo sự khó xử, nhị công chúa điện hạ, ngày ấy mọi người chứng kiến đều biết, vi thần chính là uống say, tốc độ lại nhanh hơn người khác mới cứu được công chúa, vi thần thật sự không gánh chịu được tội danh ra thịt chi thân, này. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, huống chi vi thần đã cưới thê tử. Công chúa là thân thể vạn kim, há có thể cùng vi thần một người đã có thê thất quan hệ mập mờ mong rằng công chúa không nên nói đùa như vậy lúc này cảnh hữu thần là thật tâm muốn cự tuyệt nhị công chúa lời nói vừa rồi nếu như rơi vào tay người khác trong tai nhị công chúa dù sao cũng là hậu duệ hoàng gia quý tộc thì không sao nhưng hắn vẫn muốn tiến xa trong con đường làm quan nên không muốn bản thân bị mang tiếng xấu khiến hoàng hậu tức giận nhị công chúa nghe xong lời cảnh hữu thần nói nét kiêu căng trên mặt như bị tổn thương, nhưng nàng ta càng thấy bất mãn nhiều hơn, nàng ta là một công chúa cao cao tại thượng, hắn bất quá chỉ là một quan ngũ phẩm bé nhỏ mà thôi, còn là thứ xuất, nàng ta thích hắn, là để mắt tới hắn, hắn còn dám cự tuyệt. Tuy rằng trong lòng nàng ta nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn bị tổn thương, thiếu nữ lần đầu tiên động tâm, còn vừa thổ lộ đã bị cự tuyệt, đại đa số người hẳn là sẽ xoay mặt bỏ chạy. Nhưng vị nhị công chúa này lại cứ thích phản ứng khác người, đáy mắt nàng ta ngân ngấn nước, lại rất nhanh bị búi tóc búi cao hoa lệ che khuất, không nhìn rõ được, vẻ mặt thì quật cường, đối với cảnh hữu thần như giá thú bị đả thương gầm nhẹ nói, ta thích ngươi, mặc kệ ngươi đã cưới thê tử hay chưa, trong lòng ta cũng chỉ muốn gả cho một mình ngươi, vì sao lần đó ở trong hôn lễ, những người khác không cứu ta, cố tình lại là ngươi cứu ta. Việc này chứng minh là ông trời để cho chúng ta gặp nhau. Ngươi có thê tử lại có cái gì quan hệ? Chỉ cần ngươi thích ta, ta lập tức thình mẫu hậu hạ chỉ, hiu nàng ta, ta sẽ trở thành thê tử của ngươi. Hơn nữa thân phận của ta so với nàng ta cao quý hơn, càng có thể hỗ trợ ngươi. Cảnh hữu thần ngay từ đầu bị tiếng gào lớn của nàng ta dọa sợ, lại nhìn đôi mắt dịu dàng ngấn lệ ký, bên trong tràn ngập tình cảm vừa yêu vừa hận với hắn thêm nữa là hình ảnh thiếu nữ yếu ớt bị tổn thương, trong lòng hắn khẽ đồng. Nhị công chúa tuy rằng chán hơi thấp, nhưng vẫn di truyền được những ưu điểm của gen hoàng tộc, nàng ta cũng được xem là một mỹ nhân. Mỹ nhân dưng dưng, điềm đạm đáng yêu. Đúng là cảnh hữu thần hơi rung động, một công chúa cao quý khóc lóc kể lề tình yêu say đắm với mình, càng làm cho cảnh hữu thần có một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể hình dung, hắn có chút áy náy cũng có chút tiếc nuối. Sao việc nhị công chúa rơi xuống nước kia, nếu sớm một chút phát sinh thì tốt rồi, sớm một chút thì có lẽ nhị công chúa đã có thể kết duyên cùng hắn, hoàng hậu vì củng cố lòng trung thành của thần tử, cũng sẽ đem nhị công chúa gả cho hắn. Cưới công chúa hoàng gia thì sẽ trở thành là thân thích hoàng tộc, cho dù lại xuất hiện thêm một tên vi trầm uyên, Lý Trầm Uyên, hắn cũng không cần lo lắng tước vị sẽ rơi vào tay người khác nữa. Mãi đến khi nghe xong toàn bộ lời oán giận của nhị công chúa, sự cảm thán đáng tiếc trong lòng cảnh hữu thần đã vô ảnh vô tung mà biến mất, thay vào đó là đôi mắt sáng rỡ khẳng khái so với ánh mặt trời còn trói mắt hơn. Nhị công chúa, nam tử trong thiên hạ này rất nhiều, người hà tất phải đau khổ cực đoan như thế. Tâm tư cảnh hữu thần ngàn xoay trăm truyền, vốn muốn mở miệng nói như thế, nhưng khi nhìn thấy cung nữ bên cạnh nhị công chúa thì nuốt trở vào bụng nam tử trong thiên hạ rất nhiều nhưng ta chỉ thích một mình ngươi cho dù chết ta cũng muốn gả cho ngươi nhị công chúa trong đầu đã bị lừa dẫn cùng tức giận thiêu đốt không còn một mảnh bất chấp cái gì là thẹn thùng cái gì là lễ nghi lớn tiếng hô đáy mắt cảnh hữu thần hiện lên một chút vui mừng lại tỏ vẻ như trấn an nhị công chúa trên mặt mang theo buồn khổ lắc đầu nói, nhị công chúa yêu ái, vi thần thật sự không dám nhận, vi thần trong nhà đã có kiểu thê. Sau khi hắn nói xong, thấy hai cung nữ kia đang nhìn mình chằm chằm, biết rằng không thể nhiều lời thêm nữa, trong cung này người đến người đi, bị bắt gặp quả thật không tốt, còn nữa, có một số việc không thể quá nhanh, ngược lại sẽ để lộ dấu vết, chiêu lạt mềm buộc chặt, đối với nữ nhân như nhị công chúa, khẳng định có hiệu quả nên hắn thản nhiên hành lễ cáo từ. Lưu lại nhị công chúa đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn, ngón tay gắt gao nắm chặt, đáy mắt vẫn còn động lại thân ảnh màu lam kia, trong lòng thầm nhủ, cảnh hữu thần thật sự là một nam tử tốt trên đời hiếm gặp. Nàng ta vừa rồi nhiều như vậy, hắn đều bất vi sở động, lần nữa nói trong nhà đã có thê tử, hắn ôn nhu như vậy, lịch sự như vậy, làm thê tử của hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc nàng ta mặc kệ, nàng ta nhất định phải làm thê tử của hắn, nhất định. Bên kia, lễ bộ thượng thư cầm theo danh sách tu nữ năm nay, đi về hướng chữ tú cung, trên đường vừa vặn gặp phải tứ hoàng tử cũng đang đi tới chỗ hoàng hậu thỉnh an, tuy rằng vị hoàng tử này bình thường tản ra khí thế âm lệ lãnh khốc, nếu không có chuyện gì thì lễ bộ thượng thư cũng không thích cùng hắn giao tiếp, nhưng lúc này đã chạm mặt, hắn cũng không thể vòng qua đường khác. Chỉ có thể nhịn xuống cảm giác khẩn trương đi cùng tứ hoàng tử. Ánh mắt tứ hoàng tử thản nhiên di động, rơi vào tập danh sách trên tay hắn, lễ bộ thượng thư khép mắt trông thấy, lập tức biết ý dâng danh sách lên, cười nói, tứ hoàng tử, đây là danh sách tu nữ, ngài có muốn xem qua trước không? Vị tứ hoàng tử này, trong số những hoàng tử hiện thời, là ứng cử viên có năng lực mạnh nhất, lễ bộ thượng thư tuy rằng không có ý định gia nhập vào một phe phái nào, nhưng đối với việc tứ hoàng tử trong tương lai có thể lên ngôi hoàng đế hắn vẫn nên cử xử lấy lòng một chút tứ hoàng tử vốn chỉ tùy ý liếc qua tập danh sách hoa văn màu xanh đặc biệt kia mà thôi ai ngờ lễ bộ thượng thư trình lên nghĩ đến hắn lướt xem một chút cũng không sao vừa vặn biết được lần này gia tộc nào đưa người tiến cung người của gia tộc nào trúng tuyển vẻ mặt hắn lạnh lùng trước sau như một không chút thay đổi nhận lấy tập danh sách tùy tiện lật vài tờ lúc ánh mắt thâm thúy rơi vào một trang giấy, trong chớp mắt khượng lại, hang chân mày trên nền da màu đồng cổ bởi vì xoắn lại, mà tản ra một loại hơi thở nồng đậm u ám. Lễ bộ thượng thư không biết như thế nào, biểu tình của tứ hoàng tử bỗng dung biến hóa, nhưng hắn lại thấp hơn tứ hoàng tử nửa cái đầu, cũng không thể dướn cổ lên nhìn, đến tột cùng là tên của người nào, mà khiến tứ hoàng tử không vui, hắn đành phải thầm đoán trong lòng. Thế nhưng trong nháy mắt, tứ hoàng tử đã khép lại tập danh sách, trả lại cho lễ bộ thượng thư, chân mày cũng trở lại bình thường, không có hành động gì khác, chỉ có trong con ngươi đen như mực kia mang theo chút hàn khí, cho thấy hắn cũng không phải bình tĩnh thở ơ như vừa rồi. Bởi vì, thời điểm hắn thuận tay giờ tờ danh sách, Nhìn thấy bên trong ghi một cái tên mà hắn không ngờ tới Thẩm Vân Khanh Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 323 kẻ đứng sau, một. Chữ Tú Cung Hôm nay Hoàng hậu cũng không như ngày thường ngồi ở trên phượng ỉ, bởi vì trong điện trừ bà ta còn có Tây Thái Hậu, làm Hoàng hậu, tuy là mẫu nghi thiên hạ, nhưng vẫn là chữ Hiếu, đi đầu, bà ta ở trước mặt Tây Thái Hậu vẫn phải đóng vai nàng dâu Hiếu Thuận. Tứ Hoàng tử cùng lễ bộ thượng thư trước sau đi vào trong điện, hành lễ với Tây Thái Hậu và Hoàng hậu, sau đó đem bảng danh sách đưa cho cung nữ để cho hoàng hậu xem qua. Hoàng hậu nhìn bảng danh sách các tu nữ sau này sẽ vào cung tranh sùng với mình, đáy mắt lộ ra vô hạn ghen ghét, nhưng trên mặt vẫn duy trì hình tượng quốc mẫu, tươi cười đoan trang nhận lấy tập danh sách. Dựa theo quy củ, hoàng hậu xem qua danh sách trước, loại bỏ một vài người không đủ tư cách, sau đó lại trình thái hậu xem qua, đây chẳng qua cũng chỉ là hình thức, phần lớn yêu cầu đã được lễ bộ sắp xếp xong nhưng hôm nay thái hậu ở đây cho nên hoàng hậu sau khi nhận lấy bảng danh sách vẫn ngẩng đầu nhìn tây thái hậu thanh âm khiêm cung nói mẫu hậu lễ bộ đưa lên bảng danh sách tú nữ này nhi tức còn chưa xem qua chi bằng người xem thử bảng danh sách này xem tú nữ lần này có hợp cách hay không tây thái hậu là mẹ ruột của minh đế xuất thân phi thường hèn mọn lúc trước chính là một cung nữ của thượng cung cục nhưng bởi vì dung tư vô cùng xuất sắc được tiên hoàng ngẫu nhiên nhìn đến, Lâm hạnh vài lần, mà cái bụng của bà cũng không chịu thua kém ai, lần đầu tiên được tiên đế Lâm hạnh liền sanh ra minh đế đứa con trai này, từ cung nữ thăng làm quý nhân, sau lại được tiên đế Lâm hạnh một lần, lại sinh thêm một nữ nhi, lại thăng lên chức tần phi. Nhưng rốt cuộc bởi vì xuất thân hèn mọn, sau lưng không có chỗ dựa, ở trong hậu của tiên đế mỹ nữ như mây, tần vị không coi là cái gì, rất nhanh bà đã bị tiên đế quên mất. Cũng may minh đế không chịu thua kém, cuối cùng ở tình cảnh hỗn loạn đoạt được ngôi vị hoàng đế, phong bà làm thái hậu. Nhưng vài năm nay ở trong cung, bởi vì thân phận thấp kém, bị người cô lập kỳ thị, lòng tự ti của Tây Thái Hậu Phi thường nghiêm trọng, cho đến khi nhi tử ngồi trên đế vị, bà trở thành Thái Hậu vạn người tôn kính, trong cung điện tràn ngập sự nịnh hót, bà cũng dần dần đầy lùi sự tự ti. Chính vì như vậy, trang phục của Tây Thái Hậu đều lấy họa tiết đại phú đại quý. Kim Ngân vườn quanh, một đoàn vui mừng là họa tiết chính, vừa vặn bù lại những ngày khốn cùng lúc trước. Lúc này trên đầu Tây Thái Hậu mang mũ quan bằng vàng dòng được khảm hồng lam bảo thạch, trên người mặc xiêm y đỏ thẫm thiêu chữ vạn phúc, trước ngực là hai sợi dây truyền ngọc bích thật dài, hai bên tay còn mang theo hai chiếc nhẫn bảo thạch lớn, khuôn mặt vàng vọt người yếu lúc trước sau 20 năm bảo dưỡng nay nhìn hơi có vẻ phúc hậu cả người nhìn từ xa vẫn là rất phú quý hoa lệ. Lúc này, bà nhìn hoàng hậu cười, hai tay đặt trên đùi nói, theo quy củ, bảng danh sách này nên để hoàng hậu con xem trước. Bổn cung tuy ngồi ở chỗ này, cũng không phải muốn cùng con giành quyền, con cứ xem qua trước, sau lại cho bổn cung nhìn qua là được rồi. Bởi vì bản thân chưa từng được làm hoàng hậu, Tây thái hậu đối với vị hoàng hậu từ quý phi thăng lên hoàng hậu này, có một loại đồng mệnh tương liên. Đối với nàng ta đặc biệt yêu thích. Nghe vậy, hoàng hậu vô cùng dịu ngoan gật đầu, cầm lấy quyển sổ, đôi mắt hàm chứa ghen ghét dở từng trang mà nhìn, xem xét tên tuổi, gia thế, xuất thân của các tú nữ này. Những người sẽ trúng cử trên cơ bản trong lòng bà ta đã biết, cho đến khi lật đến trang cuối cùng, nhìn tới cái tên được viết ngay ngắn bằng bút lông kia. An Bá phủ, đích trưởng nữ, Thẩm Thị Vân Khanh, năm nay vừa mới 15 nhìn đến tên này, món tay của hoàng hậu không tự chủ nắm chặt lại. Sau khi thánh chỉ tuyển tú được ban ra, bà ta liền cho người đi thăm dò tuổi tác của thẩm vân khanh. rõ ràng còn mấy tháng nữa nàng mới cập kê. tại sao trên bảng danh sách đột nhiên xuất hiện tên của thẩm vân khanh? nhớ tới dung mạo của thẩm vân khanh, trong lòng hoàng hậu liền sinh ra một cỗ tức giận. món tay trên giấy nhẹ lướt qua, ngẩng đầu nhìn lễ bộ thượng thư, trong mắt có chốt khí thế bức người. Môi đỏ mọng hơi nhếch lên, Lâm đại nhân, bổn cung cảm thấy bảng danh sách này có chút không ổn. Lễ Bộ Thượng thư ngày hôm qua đã đem danh sách nhìn một lần, xác nhận không có sai lầm mới đem cất, hôm nay liền trực tiếp lấy ra trình cho hoàng hậu, trên mặt mang theo nghi hoặc, hỏi: "Hạ quan đã xác nhận qua bảng danh sách này, không biết trong đó còn có chỗ nào thiếu sót, xin nương nương chỉ điểm." Hoàng hậu nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không biết mình sai ở đâu, cơn giận trong lòng liền tăng thêm ba phần, dơ cao bảng danh sách, lạnh lùng nói, cái tên cuối cùng trong danh sách là tên của đích trưởng nữ An Bá Phủ, theo bổn cung biết, vận ninh quận quân tự hồ còn chưa cập kê. Vận ninh quận quân, lễ bộ thượng thư lúc này càng cảm thấy mờ mịt, hôm qua khi hắn xem xét, không có tên này, người chưa tới tuổi hắn nhất định sẽ không viết lên, nhưng mà cái tên này làm sao có thể ở trong đó. Hắn vội vàng tiến lên phía trước, tiếp nhận bảng danh sách hoàng hậu cho người đưa tới giờ từng trang một cuối cùng tầm mắt dừng ở trang cuối cùng trong lòng đã biết một chút manh mối lập tức khom người nói hoàng hậu nương nương tên của vận ninh quận quân ngay từ đầu tuyệt đối không ở trên danh sách người xem những người được đề cập trong này đều là dựa theo tước vị quyền thế mà sắp xếp mà vận ninh quận quân là trưởng nữ của an bá hẳn là phải xếp ở những trang đầu tuyệt đối không có khả năng lại lọt vào trang cuối cùng Lễ bộ mặc dù không dám nói mọi sự chu toàn, nhưng những chuyện này tuyệt sẽ không tính sai. Vậy ý của ngươi là, có người đem tên của vận ninh quận quân thêm vào. Hoàng hậu nghe xong lời giải thích của lễ bộ thượng thư, cũng nhớ rõ vừa rồi khi mình lật xem, đúng là dựa theo trình tự mà hắn nói. Mặc dù còn chưa điều tra rõ, nhưng trong hồ sơ của hộ bộ có ghi lại, vì thần tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện lấy đá đập chân mình. Lễ bộ thượng thư vội vàng biện minh cho bản thân, phải biết rằng, loạn thêm tên tu nữ, cũng là một tội khi quân, hắn chỉ là một tiểu quan, không dám tùy tiện lĩnh tội danh này. Bảng danh sách này luôn do người bảo quản nghiêm mật, làm sao có thể có người tùy tiện sửa đổi. Hoàng hậu hiển nhiên đối với lời của hắn vẫn có chút hoài nghi. Tứ hoàng tử ngồi ở một bên, khi hoàng hậu phát hiện ở trang cuối cùng xuất hiện tên của Vân Khanh, Sâu trong đôi mắt, tối tăm nổi lên một tia hàn ý, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nghe Hoàng hậu cùng Lễ bộ Thượng thư nói chuyện, hắn lúc ấy lại cảm thấy kỳ quái, có điều, có thể là do mẫu hậu bày mưu đặt kế mà thêm vào, nên lúc đầu hắn cũng không mở miệng, hiện tại xem ra, Hoàng hậu căn bản là không biết chuyện này, còn rất kiêng kỵ việc Vân Khanh tiến cung, vậy bên trong tất có người khác bày trò. Lễ bộ Thượng thư âm thầm nhớ lại, sau khi đem bảng danh sách bỏ vào ngăn kéo khóa lại mình lại đi vào trong phòng cũng không có dấu hiệu có người khác đột nhập duy chỉ có hộ bộ lang chung cảnh hữu thần lúc ấy sau khi hắn đi vào mình đi ra ngoài một hồi hắn an vị ở bên trong nói là muốn xem bảng danh sách một chút nhớ tới khi mình cùng cảnh hữu thần nói trên danh sách có tên muội muội của hắn dáng vẻ đặc biệt vui vẻ của cảnh hữu thần càng khiến lễ bộ thượng thư nghi ngờ cảm thấy sự vui vẻ của hắn lúc ấy không phải đơn giản như vậy kỳ thật lúc ấy cảnh hữu thần chỉ là tùy ý nhìn xem sau khi muội muội mình tiến cung sẽ có đối thủ là ai cũng có thể để cho nàng sau khi vào cung cẩn thận một chút nhưng mà ở trong mắt lễ bộ thượng thư hơn nữa giờ này khắc này đã phát sinh sự việc khiến hắn không thể không nghi ngờ ngay vào lúc hắn đang do dự có nên nói việc này ra hay không thì tây thái hậu vẫn ngồi nghe ở phía trên cũng lên tiếng Lễ Bộ Thượng thư, việc tuyển tú nữ là đại sự quan hệ đến quốc gia xã tắc, ngươi nào có thể qua loa như vậy, có phải đây là lỗi của ngươi, lại cố ý nói là có người khác thêm vào. Lễ Bộ Thượng thư biết Tây Thái hậu là mẹ ruột của Minh đế, nếu khi Minh đế đi thỉnh an, Tây Thái hậu nói với Minh đế gì đó, rất có thể khiến bệ hạ mất hứng trị tội của hắn, vì thế cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao cái mũ của hắn vẫn quan trọng hơn hắn lập tức mở miệng biện minh nói, Tây Thái Hậu, Hoàng Hậu, xin hai vị nương nương minh giám A, vi thần nhậm chức lễ bổ, cho tới bây giờ đều dựa theo quy củ làm việc, lần danh sách này sự thật là kỳ quái, hôm qua sau khi hạ thần tan ca, liền đặt danh sách ở trong tủ khóa kỹ. Cho đến sáng sớm hôm nay mới lấy ra, trên đường trừ cảnh lang trung từng mượn bảng danh sách xem qua một lúc, cũng không có ai chạm vào bảng danh sách này. Cảnh hữu thần Hoàng hậu vừa nghe đến tên của hắn, hàng chân mày liền mang theo một tia tức giận. Lần đó nếu không phải tại hắn đưa lên cái kế sách trọn thiếp gì đó thì làm sao có đợt tuyển tú này, lại là chuyện tốt do hắn làm. Thẩm Vân Khanh có vẻ ngoài tuyệt sắc như vậy, lại có năm phần giống nữ tử yêu mị kia, nếu tiến cung, còn không biết trái tim của bệ hạ có thể toàn bộ chạy đến trên người nàng hay không, cảnh hữu thần này, đem muội muội của mình đưa vào còn chưa đủ còn muốn đem Thẩm Vân Khanh đưa vào theo, là muốn đá bà ta hạ đài sao? chương 324, kẻ đứng sau, hai Nhưng thật ra khi tứ hoàng tử nghe được lời kể của lễ bộ thượng thư, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, từ chuyện ban mỹ thiếp đến tuyển tú, lại đến bảng danh sách hôm nay, những chuyện này thật có chút trùng hợp. Ngày đó chuyện ban mỹ thiếp, trừ vợ chồng cảnh hữu thần, hắn và hoàng hậu cùng với ba tâm phúc của hoàng hậu biết được việc này, căn cứ vào chuyện phát sinh trong ngự hoa viên, hiển nhiên là có người để lộ tin tức ra ngoài. Hoàng hậu có đôi khi quá nóng này, nhưng sẽ không mốc đến độ đem chuyện này nói lung tung, như vậy có thể biết chuyện này cũng chỉ có vợ chồng cảnh hữu thần. Tuy rằng mấy năm nay, cảnh hữu thần vẫn luôn giúp hắn làm việc, nhưng tứ hoàng tử cũng biết tại sao cảnh hữu thần lại giúp hắn là muốn cây tước vị kia nếu có một chỗ dựa khác nói không chừng hắn ta cũng sẽ tìm nơi nương tựa đó mà đi qua. Lòng trung thành này là có cái giá của nó. Nhưng lúc này, trong chiều mọi người đều biết cảnh hữu thần là người của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử sẽ không ở trước mặt mọi người làm mất mặt mũi của hắn, nhấc lên mí mắt, đôi mắt âm lãnh liếc nhìn lễ bộ thượng thư, thanh âm lãnh đạm từ đôi môi đỏ mọng truyền ra, việc này còn chưa rõ ràng, cũng không nhất định là cảnh lang trung gây nên lời nói lạnh buốt sắc bén như đao bắn về phía lễ bộ thượng thư, nhất thời cho hắn biết, vị tứ hoàng tử này mất hứng khi có kẻ động đến người của mình, toàn thân lộ ra hàn khí khiến hắn thấy lạnh cả người, không dám ngẩng đầu, tuy nhiên hắn cũng không có thay cảnh hữu thần giải thích. Hoàng hậu nghe thấy lời của con, cũng hơi trầm ngâm một hồi, nếu nhi tử đã nói như vậy, hẳn là có ngụ ý gì trong đó, nhưng lúc này bà ta cần một cái bậc thang, liền quay đầu nhìn Tây Thái Hậu, đáy mắt mang theo nghi vấn, nói, không biết mẫu hậu đối với chuyện này cảm thấy thế nào. Tây Thái Hậu ở bên cạnh nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu được chỉ là nhiều thêm một cái tên, thêm lầm một nữ tử, như vậy cũng không phải là chuyện lớn gì. Bà đã có chút mệt mỏi, liền khoát tay nói, nhiều người như vậy, lễ bộ thượng thư bận rộn việc trong chiều, cũng có lúc sẽ sơ sót, nếu Hoàng hậu đã phát hiện, liền gạch tên nàng đi đi. Tính cách của Tây Thái Hậu, Hoàng hậu cũng biết, sau khi nghe được đáp án cũng không cảm thấy kỳ quái liền cười gật đầu nhi thần nghe theo ý của mẫu hậu sau đó quay đầu đối với lễ bộ thượng thư ra lệnh hắn là lại bảng danh sách một lần nữa xóa tên thẩm vân khanh sau đó hoàng hậu hơi dừng một chút cũng gạch tên của cảnh tâm như đi nếu cảnh hữu thần muốn thấy người sang bắt quàng làm họ bà ta sẽ khiến cho hắn một chút cơ hội cũng không có đưa muội muội đến nói thật dễ nghe là trợ lực cho bà ta, không biết chừng ngày nào đó lại ở phía sau ngáng chân bà ta. Lễ bộ thượng thư nghe thấy Tây Thái Hậu lên tiếng, biết chuyện tên của vận ninh quận quân đột nhiên xuất hiện trong danh sách tu nữ coi như đã giải quyết. Làm sao còn muốn hỏi thêm tại sao gạch tên của cảnh tâm như đi, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do, nói ngày sinh tháng đẻ không thích hợp, tuổi lớn. Cũng có thể cự tuyệt, liền vội vàng nhận lệnh. Mà tứ hoàng tử khi nghe thấy Tây Thái Hậu và Hoàng Hậu nói gạch tên của Thẩm Vân Khanh thì trong lòng thừa nhẹ ra một hơi, tựa như có một dây đàn trong lòng đang bị căng dây, nay cuối cùng cũng được thả lòng. Sau khi danh sách tú nữ được Hoàng Hậu, Tây Thái Hậu cuối cùng đến trong tay Minh Đế phê chuẩn, liền ra lệnh công bố, cảnh hữu thần không thể tin được, cầm lấy bảng danh sách triều đình vừa công bố tìm đi tìm lại mấy lần cũng không nhìn thấy tên muội muội nhà mình. Hắn vội vàng đi đến lễ bổ, tìm được lễ bộ thượng thư, khuôn mặt gấp gáp hỏi nói: "Lâm đại nhân, vì sao tên của Giao muội lại không ở trong danh sách? Ta nhớ rõ trong danh sách lúc trước rõ ràng có tên của nàng a." À? Lễ bộ thượng thư nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, nụ cười phi thường có bài bản, bảo hắn ngồi xuống trước, "Cảnh Lang chung, tên của Cảnh tiểu thư vốn là ở trong danh sách tu nữ, nhưng sau khi Khâm Thiên giám vừa thấy phát hiện ngày sinh tháng đẻ của cảnh tiểu thư và hoàng hậu nương nương xung khắc, vì để hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, liền gạch tên cảnh tiểu thư. Lời này của lễ bộ thượng thư, cảnh hữu thần tin mới là lạ, cái gì mà bát tự xung khắc, nếu xung khắc, đã sớm bài trừ, còn phải chờ đến được vào trong danh sách mới phát hiện sao? Nhưng lời này của lễ bộ thượng thư cũng nói cho hắn biết, người đem tên cảnh tâm như loại bỏ là hoàng hậu nương nương cả người như bị rút hết sức lực, cảnh hữu thần nghĩ đến tiền đồ của mình, tước vị, tiền đồ đã được hắn lên kế hoạch rất mỹ mãn nay đều tan thành mây khói, có chút mất khống chế vọt tới trước bàn, trợn to đôi mắt hỏi, Lâm Đại Nhân, ngài nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, mới để cho Hoàng hậu nương nương gỡ bỏ tên của gia mùi. Lễ bộ thượng thư nhìn về mặt hắn có chút vặn vẹo, đôi mắt chàng ngập nghi vấn hoàn toàn không dự liệu được sẽ có kết quả như thế. Nghĩ đến chuyện ngày ấy, nếu thật không phải là cảnh hữu thân làm, vậy xác thực hắn là vô tội bị liên lụy, liền đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Người của lễ bộ sau nửa canh giờ, liền nhìn đến cảnh lang trung lúc đầu vẻ mặt vội vàng đi vào, lúc đi ra như trái cả tím bị ỉu, hai mắt không có tiêu cử, cước bộ thậm chí có chút bập bình, cả người vô cùng chán nản. Như thế nào không nản lòng, như thế nào lại không nản lòng chứ? Đi theo tứ hoàng tử nhiều năm như vậy, cảnh hữu thần rất rõ ràng tứ hoàng tử nay đã nổi lên lòng nghi ngờ với hắn, mà hoàng hậu hiển nhiên đối với hắn cũng sinh ra khúc mắc nếu không phải như thế. Sau khi xóa tên Thẩm Vân Khanh cũng sẽ không gạt bỏ tư cách làm tu nữ của cảnh tâm như. Vào lúc này trong mắt cảnh hữu thần lộ ra một cỗ tuyệt vọng, còn có một cỗ lửa giận. Đến tột cùng là ai, là ai thêm tên Thẩm Vân Khanh vào? người này muốn hãm hại thẩm vân khanh vì sao lại khiến hắn vô duyên vô cớ bị liên lụy nếu để cho hắn biết hắn nhất định sẽ đánh cho kẻ đó một trận cho kẻ đó biết hành vi ngu xuẩn kia đã liên lụy đến quan đồ của hắn cảnh hữu thần về đến nhà lập tức liền sinh bệnh vì ngưng từ từ trong cái miệng thao thao bất tuyệt của hắn đã biết chuyện cảnh tâm như bị xóa tên khỏi danh sách nội tâm căng thẳng sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch cánh môi không được tự nhiên nhấp vài cái May mắn cảnh hữu thần bệnh ở trên giường không phát hiện ra sự biến đổi của nàng ta, nếu để cho hắn biết, tất cả những chuyện này đều là do thê tử bên cạnh hắn mang lại, phòng trừng hắn sẽ tức đến hộp máu. Khiến tên của thẩm vân khanh nằm trong danh sách tú nữ là ý của vi ngưng tử, nhưng mà dựa vào thực lực của nàng ta cơ bản là không làm được, vì thế vi ngưng tử nghĩ đến chuyện dùng một thế lực khác, và thế lực đó cũng là người có cùng mục đích với nàng ta, An Ngọc Oanh. An Ngọc Oánh giống nàng ta, cũng hận thấu Thẩm Vân Khanh, chỉ cần khiến cho Thẩm Vân Khanh biến thành nữ nhân của Hoàng đế, vậy thì không thể nào lại lui tới với Ngư Phượng Đàn, nàng ta cho người lén liên hệ với An Ngọc Oánh, truyền tin ra ngoài, An Ngọc Oánh quả nhiên là lập tức đáp ứng. Chỉ là, việc này làm không được đẹp mắt, tại sao lại thêm vào ở trang cuối chứ? Đây không phải là để cho người ta nắm đuôi sao? Còn làm hại cảnh hữu thần bị liên lụy, Vi ngưng tử nghĩ đến việc sau này mình chỉ có thể là phu nhân quan ngũ phẩm, trong lòng có một cỗ xúc động muốn đem sự thật nói ra, để cho phu quân đi nói cho hoàng hậu, nhưng nói đến cùng, chuyện này cùng bọn họ không thoát được quan hệ, cho dù đẩy tội cho An Ngọc Oánh, cuối cùng bản thân cũng không được lợi gì. Sau khi cân nhắc một phen, Vi ngưng tử bỏ qua ý nghĩ này, vẫn như ngày thường, mắng thẩm vân khanh con tiện nhân kia vận khí vì sao lại tốt như vậy. Cùng lúc đó, bên trong Ninh Quốc công phủ, An Ngọc Oánh cũng thầm mắng trong lòng, một tay hất toàn bộ tách trà trên bàn xuống mặt đất. Thẩm Vân Khanh con tiện nhân kia, tại sao vừa lên danh sách đã bị người phát hiện? Theo lý mà nói, chỉ kém mấy tháng, nếu trong nhà nguyện ý, cũng có thể miễn cưỡng được chọn tiến cung, năm rồi cũng có chuyện như vậy, hoàng hậu cũng không có quyết đoán cự tuyệt a. À. Mà hoàng hậu ở hậu cung, rất ít đi ra ngoài, làm thế nào lại biết được sinh nhật của những tu nữ chứ thế nhưng ngay cả ngày sinh tháng đẻ của thẩm vân khanh cũng hiểu rõ như vậy vừa thấy liền biết việc này thật sự là có chút kỳ quái chẳng lẽ hoàng hậu không thích thẩm vân khanh nhưng mà cũng đúng nàng xinh đẹp như hồ ly tinh hoàng hậu đương nhiên không muốn để ở hậu cung nàng không phải cũng dựa vào khuôn mặt mà mê hoặc ngự phượng đàn sao đúng là thật đáng giận chuyện lúc đó nàng ta âm thầm ra tay rất khó điều tra ra là nàng ra làm. Từ chuyện lần trước bị giam trong nhà một tháng, Ninh Quốc Công Phu Nhân lại dạy nàng ta rất nhiều tiểu xảo. Lúc này An Ngọc Oánh tuy rằng trong lòng khó chịu, cũng không còn nóng nảy như trước kia mà mạo muội ra tay, nàng ta muốn ra tay, sẽ phải là một lần trúng đích. Người đang bị An Ngọc Oánh và Vi Ngưng Tử oán hận thật sâu lúc này đang ngồi ở trong nhà, chơi đùa với đệ đệ bảo bối đầy mặt nước miếng, đột nhiên nghe được bên ngoài có nha hoàn chạy vào ngay cả hành lễ cũng quên, vẻ mặt lo lắng hô, đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện rồi. chương 325, Ôn Hương Nguyễn Ngọc, 1 Kích động như thế còn ra thể thống gì chứ? Có lời gì từ từ nói? Liều Thúy nhìn về phía nha hoàn đang xông tới, nhíu mày trách mắng. Nhà hoàn trong viện này ngày càng càn rỡ, vài ngày không nói, liền trở nên nhàn rỗi, đến khi vào trong cũng không biết phép tắc. Vân Khanh nhìn về phía nha hoàn kia, hơi hơi nhíu mày, lại phát hiện nàng ta là Phong Nhi trong viện thu di nương, đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm, tiếp theo phân phó hai bà vú đến dẫn mặc ca, hiên nhi đi, lúc này mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Phong Nhi một hơi chạy tới đây, thừa lúc bà vú lúc tiến vào thờ hồn hển mấy hơi, mới có thể hồi phục một chút, thấy Vân Khanh không có một tia bối rối, ngữ khí bình thản, trong đôi mắt mang theo sự trầm ổn như có năng lực làm yên lòng người khi nhìn vào thì chính mình cũng không còn lo lắng như lúc đầu nhưng sau khi nghe vân khanh hỏi giọng điệu vẫn nôn nóng gấp gáp thuật lại chuyện quan trọng đại tiểu thư ngài mau đi nhìn xem thu thủy nàng ta muốn tự sát tự sát nghe vậy thâm mắt vân khanh lướt nhanh qua một tia chán ghét nàng biết trong viện thu di nương gặp chuyện bất chắc đa phần là có liên quan đến thu thủy nay cha và nương không có ở trong nhà nếu xảy ra án mạng cũng không phải nói hai ba câu là có thể giải thích rõ ràng lúc này cũng không do dự nàng đứng lên đi tới viện của thu di nương miệng cũng không lãng phí một chút thời gian nói ngươi đem chuyện đã xảy ra vừa đi vừa nói cho ta biết phong nhi vội vàng gật đầu đem sự tình xảy ra thuật lại một cách xúc tích thì ra toàn bộ sự việc là như vầy Thu Di Nương sau khi phát hiện Thu Thủy học những động tác không đứng đắn của Di Nương, liền một mực toàn tâm toàn ý vào việc giúp Thu Thủy tìm một phu quân thích hợp, trải qua sự lựa chọn tỉ mỉ. Nàng nhìn chúng một trường quầy cửa hàng là tủ hạ giới chướng của thẩm mậu, trước đây là lão trưởng quầy quản lý, sau khi lão trưởng quầy thối lui, liền do con của hắn tiếp nhận, trường quỹ kia 20 tuổi, bộ dạng đoan đoan chính chính, tính cách cũng không tệ. Nàng tới trình bày với tạ thị Tạ thị biết được có thể giúp đỡ, dù sao 20 tuổi có thể làm được chức trưởng quầy, chứng minh năng lực của nam tử này không tồi, tương lai có lẽ còn có tiền đồ rộng mở. Mà trưởng quỹ kia lúc trước bởi vì một lòng học nghệ, chỉ hoãn việc cưới vợ, thấy đối tượng cầu hôn là muội muội một di nương của ông chủ, nghĩ rằng cũng sẽ không quá kém, liền đáp ứng gặp mặt nhìn xem. Vốn việc này Thu Di Nương muốn quyết định xong mới đi nói cho Thu Thủy kết quả có người không cẩn thận để lộ tin tức khiến Thu Thủy biết. Thu Thủy vừa nghe phải gả cho một thương nhân, còn là một trưởng quầy cửa hàng dưới trướng thẩm gia. Lúc này liền quệt mồm trở về cùng Thu Di Nương nói không chịu gả. Thu Di Nương mắt thấy Thu Thủy tuổi cũng càng lúc càng lớn, lại nhớ tới hành vi trước đó của nàng ta, quyết tâm phải mau chóng gả nàng ta ra ngoài. Thu Thủy làm sao chịu theo, liền hơn dỗi trở về phòng, tuyệt thực một ngày một đêm vốn là tính chờ thu di nương đến năn nỉ nàng ta ăn cơm ai biết lần này thu di nương lại mặc kệ nàng ta cũng không phái một nha hoàn hay hạ nhân đến an ủi nàng ta chính nàng ta nhẫn không được từ trong phòng lại vọt ra đi tìm thu di nương đại náo thu di nương đương nhiên không để ý tới nhất quyết muốn nàng ta phải gả cho vị trưởng quầy kia kết quả thu thủy giận dữ bắt lấy một con dao gọt hoa quả trên bàn Nói với Thu Di nương nếu gả đem nàng ta cho tên thương nhân kia, nàng ta liền trực tiếp tự sát cho xong. Thu Di nương nhìn thấy muội muội phản ứng mạnh như thế làm sao còn dám cưỡng cầu nữa, nhưng muốn nàng đáp ứng việc không ép muội muội gả chồng nàng cũng không muốn. Mình từng làm Di nương, biết làm Di nương cực khổ, nhưng muội muội cũng là người quật cường, không đáp ứng sẽ không buông dao. Hơn nữa, Thu Di nương biết, dỗ được Thu Thủy lần này về sau không chừng còn náo ra chuyện khác cũng không thể đáp ứng nàng ta rằng thật có thể giúp nàng ta làm thiếp của cảnh hữu thần vì thế hai người liền rằng coi như vậy cuối cùng nghĩ tới việc thỉnh phu nhân lại đây kết quả hôm nay tạ thị xuất môn chỉ có vân khanh ở nhà nhà hoàn liền trực tiếp đi tìm vân khanh lúc phong nhi đây cửa viện ra thì đập vào mắt vân khanh chính là một màn thu thủy vẻ mặt kiên quyết đặt con dao gọt hoa quả trên cổ mình đứng ở đối diện là Thu Di Nương muốn đi lên lại không dám, trên mặt lộ ra tia do dự, lo lắng, dối rắm hối hận đủ loại cảm xúc, mà những nha hoàn khác đều đứng ở phía sau Thu Di Nương nhìn Thu Thủy, không biết nên làm gì mới tốt. Lúc Vân Khanh tiến vào, Thu Thủy quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt khinh thường, thu hồi ánh mắt, nhìn Thu Di Nương nói, tỷ đừng tưởng rằng gọi tiểu thư đến sẽ thay đổi được gì. Dù sao muội thà chết cũng sẽ không gả cho thương nhân kia. Thu Di nương khuyên can thật lâu, lúc này đã có chút mệt, ánh mắt chuyển hướng sang Vân Khanh, bên trong tràn ngập sự cầu xin giúp đỡ. Sự bất lực đối với người thân trong mắt nàng khiến Vân Khanh càng thêm chán ghét Thu Thủy. Vân Khanh tư thái đoan trang chậm chậm tiến vào, đứng ở bên cạnh Thu Di nương, nàng mở miệng, không phải vì giúp Thu Di nương, mà là vì không muốn Thu Thủy chết ở thẩm gia nàng nhìn thu thủy đầu tóc rối tung vẻ mặt khóc lóc om sòm đạm mạc hỏi ngươi không lấy thương nhân vậy muốn gà cho ai so với thu di nương trong cơn bối rối cẩn thận khuyên giải an ùi khàn cả giọng vân khanh lại dùng vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm như mặt nước hồ thu thanh âm lạnh nhạt làm cho thu thủy cảm thấy thật bất ngờ cũng cảm giác được có một loại nguy hiểm đang đến gần đương nhiên là gà cho cảnh đại nhân a tỷ tỷ trước đó đã đáp ứng ta, giúp ta gả cho cảnh đại nhân làm thiếp, tỷ ấy hiện tại lại đổi ý, muốn ta gả cho một thương nhân thúi, ta mới không mốc như vậy đâu. Thu thủy cầm con dao hoa quả trong tay, tức giận kêu lớn lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, hiển nhiên lời nói đem nàng ta gả cho trưởng quầy kia, làm nàng ta cảm thấy bị vũ nhục. Lưu Thúy ở một bên nhìn xem quả thực cảm thấy hành vi của Thu Thủy rất khó hiểu, nàng ta là muội muội một di si nương, xuất thân thấp kém, phẩm hạnh cũng không tốt, gả cho một trường quỹ tuổi trẻ có tương lai đầy hứa hẹn, không biết vì sao lại phản kháng như thế. Hơn nữa cuối cùng thế nhưng còn nghe được Thu Thủy muốn gả cho cảnh đại nhân làm thiếp. Chưa nói đến cái vị cảnh đại nhân kia đã cưới vợ, chỉ cần nghe hai chữ, làm thiếp, cũng đã như bão xét cuồn cuộn thật sự có người gấp gáp muốn làm thiếp đến vậy a à. Ở bên cạnh vân khanh mưa rầm thấm đất, Lưu Thúy cảm thấy làm thiếp trừ phi là bị bất đắc dĩ, bằng không làm chính thê nương tử, không phải so với thân phận thiếp thấp kém hơn người kia tốt hơn nhiều lắm sao. Còn mắng là thương nhân Thúy, phải biết rằng, tổ nghiệp của Vân Khanh trước kia chính là thương nhân, hiện tại cũng đang là hoàng thương, chẳng lẽ thu thủy này không có đầu óc à? Lưu Thúy ngước mắt nhìn Vân Khanh một chút, thấy sắc mặt nàng không có nửa điểm biến hóa, loại chửi rủa này Vân Khanh đã nghe nhiều rồi nếu lại vì chuyện này mà cùng Thu Thủy tranh cãi, nàng quả thực là bôi nhỏ thân phận của mình. Thu Di Nương nghe được lời của Thu Thủy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đừng nói chính nàng gả cho một thương nhân, nếu để cho người khác nghe được Thu Thủy một khuê nữ chưa hôn phối lại nói ra những lời như vậy, họ sẽ cảm thấy rất dọa người, bất đắc dĩ lại yếu ớt hô, không nói tới việc muội cùng cảnh đại nhân có thân phận cách xa một trời một vực muội vì sao lại cam chịu hạ lưu cứ muốn đi làm thiếp người ta? Thu Thủy vốn là một người gai góc, lúc này nghe Thu Di Nương mắng nàng ta cam chịu hạ lưu, hai tròng mắt sung huyết, sắc mặt giữa tợn nói, muội là cam chịu hạ lưu, vậy tỷ là cái gì? Tỷ còn không phải đi làm Di Nương cho người ta ư? Muội so với tỷ ngược lại còn tốt hơn, tỷ là gà lần thứ hai mà cũng nôn nóng trèo lên giường của bá tước phủ, muội còn là hoàng hoa khuê nữ vì sao không thể gả? Đây thật đúng là nói chuyện không suy nghĩ, lời này như một con dao găm vào ngực Thu Di nương, sắc mặt của Thu Di nương vừa hòa hoãn được một lúc, nay liền trở nên trắng như tuyết, một câu cũng nói không ra, dung mạo như hoa cơ hồ trở thành một mảnh tuyết trắng, đôi mắt nhìn Thu Thủy đều mang theo oán giận, đôi môi hơi run run. Hành vi của Thu Di nương trước kia Vân Khanh không muốn bình luận, chuyện của hai tỷ muội nhà này nàng cũng không muốn nhúng tay, nhưng Thu Thủy điên cuồng thành như vậy, Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Nếu không cho ngươi làm thiếp của cảnh hữu thần, ngươi sẽ chết sao? Vân Khanh nhìn Thu Thủy bằng đôi mắt tràn ngập lạnh ý, không có một tia cảm tình phập phồng, người cam chịu trở thành hạ lưu như vậy thì không có bao nhiêu chân tình, nàng hà tất phải quý trọng. Đúng vậy, nếu không làm được thiếp của chàng, ta hôm nay sẽ chết ở trong này. Vì nghiệm chứng lời của mình, Thu Thủy kề sát dao gọt hoa quả vào cổ mà nhấn lập tức một vết máu xuất hiện trên cổ của nàng ta, nhưng nàng ta lại không chút nào cảm thấy sợ hãi, vẫn mang vẻ mặt anh dũng nhìn người trong sân, như là bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đâm dao xuyên qua ít hầu của mình. Thực anh dũng a, à, giống như muốn cắt cổ người khác vậy, rất ngoan độc, không biết nếu để nàng ta đọ sức với vi ngưng tử thì ai sẽ ngoan độc hơn nhỉ? Vân Khanh khóe miệng hiện lên một ý cười chảo phúng, không để ý đến Thu Thủy, mà quay đầu hỏi Thu Di Nương, trong mắt mang theo nghi vấn, ngươi muốn một khối thi thể, hay là để muội muội ngươi đi làm di nương. Nàng vốn có rất nhiều cách để xử lý thu thủy, nhưng Vân Khanh không muốn, nàng không cần phải lưu lại một tai họa tiềm tàng ở trong phù. Thu di nương nhìn thu thủy đã gần như phát điên, trong mắt lộ ra sự bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, nàng không biết vì sao lại thành như vậy, rõ ràng thu thủy và cảnh hữu thần chỉ gặp qua một lần làm sao có thể vì một nam nhân chỉ gặp qua một lần mà điên cuồng thành cái dạng này nàng đương nhiên sẽ không biết lúc trước khi vi ngưng tử lập kế để vân khanh gả cho cảnh hữu thần ngầm cho người dùng sức xúi dục thu thủy ở trước mặt thu thủy nói cảnh hữu thần ưu tú cỡ nào con người vô cùng vô cùng tốt sau đó lại dẫn theo nàng ta đi xem thử nữ tử nhà nghèo làm sao sống qua ngày vì muốn cho thu thủy về sau sẽ gây khó dễ cho vân khanh Thu Thủy nhìn thấy thiếu phụ kia mỗi ngày phải tự mình giặt quần áo, nấu cơm xào rau, trên người đều là mùi khói dầu, cũng không có quần áo xinh đẹp và trang sức tinh xảo. khi đó trong tiềm thức nàng ta đã dần thay đổi, trong lòng nàng ta hoàn toàn chắc chắc, tuyệt đối không gả cho người không tiền không quyền, hơn nữa Thu Di Nương lúc trước vì muốn nàng ta nghe lời, đáp ứng giúp nàng ta làm Di Nương của cảnh hữu thần, dưới đáy lòng nàng ta đã xem nguyện vọng này như trở thành sự thật rồi hiện tại đột nhiên buộc nàng ta phải gả cho thương nhân nàng ta đương nhiên kịch liệt bài xích thậm chí không tiếc làm ra loại hành động quá khích này nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của vân khanh đôi phượng mâu sắc bén kia đang chờ đáp án của mình mà thu thủy tựa hồ gần như không kịp đợi câu trả lời càng ngoan độc mà nhấn sâu con dao vào trong nàng tuy rằng không muốn muội muội làm thiếp thất nhưng lại càng không muốn muội muội chết trái lo phải nghĩ khó xử nói đại tiểu thư Chẳng lẽ người có biện pháp có thể để mụn ấy gà cho cảnh đại nhân? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.